Moto Sài Gòn xin chào các bạn. Giờ mình sẽ cùng Moto World Việt Nam vào tham quan bên trong khu vực kỹ thuật của đội Suzuki ha. Extra MotoGP. Thì ở Extra MotoGP đội Suzuki các bạn biết Taichi ha, nhà bảo hộ bán bảo đồ bảo hộ Taichi cũng là nhà tài trợ chính cho cái team Suzuki MotoGP 2022 này. Bây giờ mình sẽ cùng Moto World Việt Nam cùng các bạn mình sẽ tiến vào bên trong tham quan khu vực kỹ thuật và ngắm hai siêu xe của đội đua Suzuki và hai tay đua Alex với lại Johan. Rồi chuẩn bị vào thôi. With the same nature, the same basis, but different settings. It's all slightly changing. The whole entire thing. These are only standard. In this case, the wide angle camera, you can see the face, the helmet of the rider when it's moving on the bike with this camera. This is the dashboard. But there we see some small messages, either from race direction or you can take pictures, take profit, take pictures. Okay. Also with the drone's bike. Thank you.